Ok, sau đây thì Văn Tùng xin phép được phân tích lại đại chiến viễn thông lượt về. À, lại là một trận nữa mà tiêu An thắng với tỷ số 2-0 trong một tuần thi đấu nặng nề. Ở tuần thi đấu trước thì gặp khó khi mà đánh với Genji cùng với Lissabok ha. Và tuần thi đấu trước mặc dù có hai điểm nhưng đều là hai trận 2-1 nhìn khá căng. Và phải có một vài những tình huống uh, sai lầm đối phương rất là chí mạng thì mới win được. Nhưng tuần này cũng là một tuần nặng không kém khi mà gặp KT ở lượt về rồi chưa kể là gặp Lich ở lượt về nữa. Đây là hai đội tuyển cũng đang nằm trong top 4 và hai đội tuyển này cũng có rất là nhiều những điểm sáng trong đối chơi và lượt đi thì T1 đều đã phải dùng đến ván 3 để thắng KT cùng với cả lisbon Nhưng tuần này lại là tuần mà phía T1 thắng 4-0. Ở à, đây là một phong độ rất cao đến phía T1. ở trong ván thi đấu đầu tiên thì ban pick diễn ra theo một chiều hướng có lợi cho phía t1 bởi vì họ là những người được chọn bên và họ chọn bên phía đội một mình nghĩ rằng ở bên phía của kt có thể thay đổi điều này bằng việc ban pick ở bên, bên phía đội một ở game 2 nhưng mà họ cũng không thay đổi ban pick họ giữ bên phía đội hai ở ván đấu thứ hai và rõ ràng hiện tại là một điều mà mình vẫn luôn nói đi nói lại từ đầu mùa giải đến bây giờ sau khi xem t1 thi đấu là họ out ban pick cả giải họ đang có một trong số những mùa giải bể tướng rộng nhất không chỉ ở khu vực đường dưới xoay quanh những hỗ trợ mà Karriea mang ra nữa. Mùa giải trước chúng ta thấy là Karriea đánh mấy chục vị tướng rồi, mấy vị tướng rồi, quá rộng rồi. Nhưng mùa này tất cả các lane của họ đều đánh một bể tướng quá rộng. Nào là Annie đường giữa, nào là uh, Yasuo đường trên, nào là uh, xã thủ hỗ trợ, tùm lum tà la hết, họ đều có thể đánh được. Chỉ có một vài hạn chế của honor trong meta hiện tại là phải đánh những con tướng đi rừng mang tên hướng trong meta để tạo ra những cái khu vực đường uh, đánh ngoài meta và quan trọng là khi pick những con tứ như vậy họ vẫn đánh được hiện tại họ đang có một lối ban pick vô cùng khó chịu và ở bên phía đội một hay đội hai thì họ đều triển khai ban pick quá khó chịu và không có bất kỳ một đội tuyển nào tại lck có thể ban pick lại họ đã có rất nhiều đội tuyển ban pick và hạn chế được họ nhưng đến ván theo thứ hai là tịt đến ván hai là họ họ thường xuyên có xu hướng là nếu mà thua thì thua ván một nhiều hơn họ thường xuyên có những cái trận đấu mà bị ban pick uh, lỗi một game nhưng mà họ sửa sai trong vòng một ván đến ván sau sau khi để thua là họ có thể sửa ban pick rất là nhanh và họ có thể thích ứng nó quá tốt bây giờ thì việc ban pick với t1 là điều quá khó đối với tất cả đội tuyển quan trọng là khi t1 họ pick những lượt pick mới họ pick những lượt pick dị họ vẫn có thể triển khai nó hiệu quả và chưa kể là trong số những vị tướng mà họ dùng có những len họ đánh trùng những chất tướng với nhau ví dụ như con ragat là faker dùng được ở khu vực đường trên À, nhầm đường giữa rất dùng được đường trên con Annie thì Faker và Kera dùng được con Varus Caitlyn và Ashe, Gumayusi Kera cũng dùng được con Lee Sin là con mà rất Honor Faker Kera dùng được và thậm chí khi pick Yasuo vào thì trừ Honor ra rất Faker Gumayusi và Kera đều dùng được Yasuo uh, Yasuo support thì cũng có thể xuất hiện à, mình nghĩ là như vậy kiểu kiểu như vậy và nó tạo ra một cái lối ban pick quá là rộng cho bên phía T1 rất khó để counter ban pick mặc dù bên phía đội một hay đội 2 và ngày hôm nay KT bên phía đội 2 họ dùng những counter pick của mình để có thể chống lại T1 và điều đó đã không hiệu quả. Cụ thể thì ván một con cơ mưu lượt tích cuối của Kim hoàn toàn vô dụng. Nó giống như ngày thi đấu hôm trước khi mà con Azir của budon lựa chọn khung đường trên vậy, nó hoàn toàn không có giá trị gì cả. Thậm chí nó còn đi đường thua và tạo ra những con quái vật đường trên của rất nữa không ai chịu nổi khả năng landing của T1 tại thời điểm này, đặc biệt là rớt Đây một thanh niên có khả năng landing quá khỏe thậm chí rất còn đánh được cả chống chịu khu đường trên với những chất tướng như on sion cùng với cơ nữa cơ và đóng góp của rất vẫn là rất tốt trong lối chơi của T1. rồi cánh dưới ngày hôm nay khi mà honor bắt đầu bung ra và đánh tấn công sớm thì độ hiệu quả lại cả quá cao điểm mà người ta sợ ở honor là trong những ván đấu mà bên phía của thi 1 bị mất lợi thế thường xuyên là do honor không đóng góp được bằng rừng đối phương các lane bên phía của T1 tỷ lệ mà họ tự lăn ra gãy không cao cái tỷ lệ mà rớt tự lăn ra chết khu đường trên không cao tỷ lệ mà Faker bị solo kill khu đường giữa không cao, tỷ lệ Guma carry bị duo kill thua có nhưng nó cũng không phải quá nhiều. Và trong những trận thua của T1 hay là trong những ván đấu mà T1 không tạo được sự khác biệt thì thường xuyên người ta thấy rằng dừng đối phương hoạt động hiệu quả hơn, các đường của T1 chỉ thực sự gãy khi bị ganh hoặc là bị tấn công cách đột biến ở tầm thời điểm cấp độ 3. Đó là thời điểm mà T1 dễ gãy nhất. Còn nếu như đi lên thông thường với họ không win lane nổi họ, không có được áp lực đi đường để solo kill hay duo kill. Và khi mà Honor đánh ở mức độ ngang bằng là T1 đã có thể tự lên đánh thắng ở ba đường và khi mà các đường thắng thì honor cũng rất là dễ làm còn trong trường hợp mà landing hòa mà honor còn đánh hay hoặc là các đường đang thắng mà honor còn đánh hay nữa thì kịch bản nó vô cùng đơn giản kịch bản nó vô cùng đơn giản các bạn ngày hôm nay là ngày mà con vi của honor ván một đã làm tất cả những gì cần làm rồi ganh tất cả các len của bên phía kt và họ khi đã có lợi thế landing họ snowball thở khẩu si luôn không thể nào chống lại nổi khả năng snowball đến phía t1 ván một là ván bên phía của t1 đã có lucinami vì ban pick các bạn thấy là họ ban kama này khi đã ban Kama thì mặc định là loại bỏ luôn con Virus tại thời điểm này không đội nào dám đánh Virus và 20 nữa. Ở trước đây thì có thể có những đội đánh Virus 20 đi defend được ở khu đường dưới trong những đợt đẩy của Lucianami. Nhưng mà bây giờ không ai dám đánh con Luz, con con, con Virus mà không có Kama nữa anh em ạ. Họ luôn luôn ban Kama ở bên phía đội 1 để tránh đối phương có được Kama và Ezreal hoặc Kama và Virus. Và khi không còn cặp này thì Lucianami sẽ là áp được cực kỳ mạnh vì đối phương bắt buộc phải ban hai con này. Và lượt ban thứ ba không thể nào khác con Elite được bởi vì như mình đã phân tích ở những cặp trận trước rồi ha elise nó sẽ đi cặp cùng với cả một con raven khu vực đường dưới và nó là một bể tướng quá rộng của thi 1 họ có quá nhiều những cặp đôi nguy hiểm không thể nào loại bỏ được hết cả ở bán một thì rớt phải là người black pick và khi đã ba được con Jack thì rớt rất là tự tin black con na được ở trên ở đây là một con mà thực ra kin đã có thể có nhiều phương án hơn để đầu cùng với na nhưng quyết định của kin là lựa chọn một con cơ và cái tình huống ganh trên công đầu là một pha ganh quá nặng đến từ honor khiến cho kin bị bật khỏi game đấu mà không thể nào đóng góp được nhiều trong lối chơi của KT với một lượt counter pick phía đội 2. Còn Jerry Lulu thì bị áp lực ở khâu đi đường của T1 uh, dẫn đến việc là họ cũng không có được khả năng đánh thủ hòa. Nếu như đánh giá về mặt trình diễn Jerry cùng với Lulu của Aiming so với cặp đôi đường dưới của Lisbon là không bằng. Nói thẳng là cặp đôi đường dưới phía Lisbon đánh Jerry Lulu rất mắc hay luôn họ đánh mà không thua lên với phía tiêu họ đánh thậm chí áp lực ngược trở lại họ thậm chí còn kết hợp với người chơi đi rừng để tấn công ngược trở lại cặp lucian nami của tiêu và thậm chí thắng nhưng mà cái team không hề làm được thậm chí bot của họ bị con vi của honor gánh chết nữa cơ và cớt lựa chọn con ngộ không để đánh team fight chung với đội hình có Azir, jerry lulu đây là điều dễ hiểu họ muốn hướng tới một đội hình giao tranh tổng với một con chu cuối ngộ không chu cuối ngộ không trong số những chu cuối của sejuani vi ngộ không thời điểm này rất, rất nhiều mau cai bị ban thì không nói ha thì ngộ không là vị tướng có khả năng team fight khá mạnh dựa cả cái chiêu cuối của nó nhưng từ cấp độ 1 đến cấp độ 6 nó mất của cớt một khoảng thời gian tương đối dài và trong khoảng thời gian đó thì honor đã ganh bấy bá ba len rồi đứng trên ganh chết đứng dưới ganh chết rồng cũng ăn và cớt khi có được chiêu cuối thì không biết phải làm gì cả lúc đó len nào đã thua hết rồi và nhìn vào đội hình kt thì có thể nhìn vào đội hình bị thua cả ba len có thể về chất tướng không thua nha nhìn về chất tướng các bạn thấy là na đứng trên đánh cùng với cơ mưu đây là kèo không thắng Mid là Annie đối đầu cùng với Azir, đây là kèo mà Faker có quyền uh, nhìn hơn một chút về chất tướng so với Azir như đánh teamfight thì cũng chưa biết được. Cặp đôi đường dưới Lucian, Nami với jerry, Lulu thì các bạn thấy rồi, đánh hoàn toàn hòa về chất tướng. Kể cả là Lucian, Malthus cũng chưa chắc áp lực quá nhiều. Nhưng sự khác biệt ở đây là gì? Sự khác biệt ở đây là con Vi trước này và sau nó đã gánh quá mạnh rồi. Trước này và sau nó đã càn vào gánh cả 3 lane rồi. Và để xem xem là Kim nhiều những vị tướng thì Kim quyết định lựa chọn Kermit, Tẩy mặt, in và chưa có ở nhiều cùng với hồi máu khá nhiều máu trợ mất đi đến từ của người ra để có thể chúng ta hãy nhìn lại tình huống chiến công đầu nha tình huống chiến công đầu là một tình huống mà bên phía của T1 đã có được thông tin về vòng rừng của curse và họ đã có một tiếng vòng tầm nhìn siêu hay luôn bản thân kin biết rằng mình gặp nguy hiểm nên là đã di chuyển vào ở quê lính mà đẩy trước được so với con na này đầu trận yêu của kin đẩy trước di chuyển vào phá con bùa xanh của Honor và sau đó là một tiếng cắm mắt ở tại bãi cóc. Đây là một thông tin mà bên phía của T1 đã nắm bắt được. Và con mắt mà đi cắm có lẽ Faker cũng đã ping được vào vị trí đứng của nó. Nên là Honor mới có tình huống di chuyển vòng qua tầm nhìn của Kim cực kỳ hay. Và tạo ra một tình huống tấn công chính công đầu tương đối đơn giản. Mà cái tốc biến của Kim không thể dùng được. Sau những pha trao đổi họ đang mất khá nhiều các Minimap một chút xem là Honor di chuyển nhé. Đây các bạn nhìn đây. Lucian kể cả cầm thiêu đốt áp lực đi đường cũng chưa phải là quá lớn vì đây là vòng rừng mà con ngộ không nó sẽ đánh xuống cánh dưới. Nhưng kể cả là như vậy thì Tiêu An vẫn có thể làm được một điều là họ đẩy được đính về vào và sau đó áp lực trước sau đó rút lui. Còn cánh trên là Kin không rút lui nổi. Con mắt mà Kin cắm ở đây này anh em này là con mắt dẫn đến cái chết của Kin. Đây là một tình huống đọc rất hay đến từ Kin à, đến, đến đến từ Honor vào Kin. Thứ nhất là con mắt cắm ở đây đã là mất một mắt rồi. Con mắt thứ hai Kin đã cắm ngay đây. Đầu trận chỉ có hai con mắt thôi các bạn đầu trận chỉ có hai con mắt để cắm thôi mà kim đã cắm hết rồi thì đây là một tình huống di chuyển đường vòng cực kỳ thông minh đến từ honor để né hai con mắt mà đối phương cắm tại cánh trên vì cớt không có mặt cánh trên nên là vừa mất hai con mắt và dừng lại ở cánh dưới nữa có cách nào chạy quả này cả die rồi chắc chắn là chết rồi bung flat ra bây giờ thì cũng chỉ uống Flash thôi honor để cái quy lại đó thì nhiều khi Flash đi vẫn là một tình huống vừa chết vừa mất flat nữa cơ và sau pha này là con na này nó về đóng cái giày thép gai là cái kèo này nó cơm như đá hết vào máu nữa cầm thì kiếm đá cũng không vào máu con na nữa rồi sau đó thì honor di chuyển ra khu đường giữa lấy nhẹ cái tốc biến của bdd nữa ok 28 chỉ số lính ha một mạng chính công đầu về nhà đóng giày thép gai tái sử dụng mắt cắm ở tại bãi người đá phát hiện ra curse và sau đó thì honor lại chạy xuống đường dưới ăn mạng của lehen Ván này thì Honor là POG một cách quá thuyết phục rồi. Có nhiều POG thì có những vốt ngang nhau đến từ các thành viên T1 và Honor là người được ăn. Nhưng mà ván này thì không thể nào nói là Honor hồi POG các thành viên khác được. Và hiện tại Honor đang là người chơi có lượng POG cao nhất bằng cùng với Carrier cả hai đang là con số 800. Ngày hôm nay thì mỗi người một POG anh em nhé. Ra khu đường giữa lấy nhẹ cái tốc biến nữa ha. cặp bot của bên phía KT sau tiếng ganh của Honor thì cũng đã bị mất đi tương đối nhiều lợi thế rồi. Và Lucian với Nami tầm khoảng chừng mấy mấy hai phút đầu đánh ngang thôi đã có thể áp lực giữa trận tốt hơn so với Jerry Lulu rồi. Cặp này phải đến tầm đầu 3, đầu 4 trở đi thì con Jerry mới mạnh được. Cơ rất nỗ lực để làm một cái điều gì đấy nhưng mà chả làm được gì cả. Chỉ là phá Faker để ăn rồng nhưng mà để cản rồng thì đúng hơn. Mà chả cản được. dam không có. Cấp độ 6 cũng là trễ hơn. Đứng trên cái kèo này thì các bạn thấy rồi. Khi đã có cái giày thép gai rồi con na này nó đánh rất là áp lực. Tiền này các bạn nhìn cánh trên là một lượng tiền nhìn hơn ở tất cả các đường. Mỗi đường đều nhìn hơn đôi chút về trang bị và về mặt thế trận. Sau đó là một tình huống kiểm soát rồng đơn giản đến từ honor Sứ giả cánh trên thì chẳng có cách nào cơ Kermit này ra đánh nổi anh em ạ. Annie đã farm hơn bắt đầu đẩy con Na bắt đầu có giày thép gai và hai mảnh của Tam hợp bắt đầu nó đẩy. Thì con Sứ Giả là đồ trong túi của Honor rồi. Và Sứ Giả thì thường những cái trận đấu mà nó không có được áp lực đi đường đủ lớn để ăn những lớp giáp trụ các bạn. Con Sứ Giả nó có thể được triển khai ra khu vực đứng giữa để hai Sứ Giả có thể ăn được một trụ. Nhưng bây giờ thực ra Sứ Giả nó yếu rồi. Sứ Giả bây giờ nó hơi yếu trong việc là lấy giáp trụ rồi. Nên là việc triển khai hai Sứ Giả tại đường giữa thì nó còn tùy thuộc vào việc là đường giữa các bạn có ăn được một cho đến hai giáp trụ nữa hay không nên là on đã đẩy thẳng tiền xuống đường dưới cho guma có sớm với phong linh thôi mặc dù nó không phải là lượng tiền quá nhiều cứ đẩy đường dưới thôi đẩy xuống khu vực cánh dưới và kiểm soát khu vực sông dưới cũng như là giúp cho guma yoshi và kerry có áp lực đi đường tốt bởi vì tầm thời điểm này giao tranh 3-3 thì vẫn có những rủi ro nha giao tranh 3-3 thời điểm này vẫn có những cái rủi ro nhất định nhưng mà bên phía tiêu an tự tin về mặt xử lý kỹ năng cá nhân họ xử lý kỹ năng cá nhân tốt thì họ cứ pk thôi các bạn nếu như không tự tin về bản xử lý kỹ năng cá nhân thì những quả như này có thể là họ sẽ bị họ không dám đánh hoặc là họ đánh fail đó đấy các bạn nhìn những pha hiệu khống chế hay là những pha xử lý kỹ năng của họ nó quá mất ping rồi đầu tiên là cú sóng thần và sau đó là thủy ngục đến từ korea chúng em minh bị mất một way lính đấy nha cái, cái tên này các bạn để ý đánh nhau này em minh bị mất nguyên một way luôn di chuyển vào để pk pk chứ chắc đã thắng về chiêu cuối thì tất nhiên là cả hai bên đều chiêu cuối sẵn sàng thậm chí tiêu đang bị gặp bất lợi về mặt uh, vị thế bởi vì uh, đây là khu vực sân nhà đối phương đối phương có thể tập trung người rất là nhanh nhưng mà đợt lính khu vực dưới chắn là minh đã mất rồi này rồi pk diễn ra tại thời điểm này ở ngưỡng trang bị như thế này thì t uh, tiêu cũng có một cái ngưỡng sức mạnh mình nghĩ là nó nhỉnh hơn so với phía kt đồ các bạn nhìn cớt này dừng thấy lệch đồ xạ thủ thì ra đi thời điểm này nó cũng không phải là có đam sốc nữa Honor flash là nhịp này đúng đấy nha không flash là nhiều khi không còn máu để flash ra đâu nha vào lấy chu cuối ngộ không flash ra đổi cái tốc biến của mình lấy chu cuối ngộ không là bên kia không còn gì để thêm pha nữa rồi thủy ngục thì cứ như chỉ thẳng mặt và guma cũng biết gì giật ra đúng cái nhịp đấy nha nhịp này mà dưới đứng lại con dưới đến bắn cho một đứt một quy nữa là là gãy đó lại thủy ngục tiếp ăn được hai mạng này nó về đóng cái chat lệnh sớm quá có một ván đấu mà T1 cũng đánh với Lucian Nami của Lisanbok và hình như đó là trận lượt đi đúng không? Trận lượt đi mà phía ván một ấy. là con Nami của Khai cũng ăn rất là nhiều mạng và sau đó về đóng sớm cái chát lệnh. Và khi đã có chát lệnh thì con Lucian thực ra nó vẫn là rất nhiều đau. Pha này thì Bi đi đẩy Faker về để tìm kiếm cội solo kill nhưng mà các bạn là không đủ đam mình có Annie lên trận trường sinh. Thực ra cái tâm lý thi đấu mà đánh vội như mình đã phân tích là đánh kiểu đánh thấy đồng đội bị bất lợi xong rồi đánh vội vội vội, vội đánh hấp tấp để mà tìm kiếm lợi thế cánh tim ấy. Nó là tâm lý bình thường của các tuyển thủ thôi đây là một pha bên phía T1 vẫn có được hai mạng và hai mạng này nó đi kèm với những lớp giáp trụ đường dưới và nó đi kèm cùng với quê lính mà em mình bị mất đấy nha à, những pha đánh nhau như thế này thì uh, hậu quả để lại nó không chỉ nằm ở lại hai hai mạng hàng gục Nami này siêu chiến luôn một mình anh ta tốc biến lên tạt nước dứt điểm được lề hèn và sau đó ép lui được cả kết nữa thực sự thì đây là một con Nami cực kỳ chiến và sau Cũng đó thì lại có ấy... phải có chuẩn mình cú đắp hồi tiêu đánh Giờ, Nếu như uh, của Gumayusi ăn được những mạng vừa rồi nó sẽ là tuyệt vời nhất nhưng không sao cả Keria đã có sớm cho mình chắt lệnh đế vương 4.000 tiền 12 phút đi đường và thiêu có một chênh lệnh 4.000 tiền Và con Nami cầm chắt lệnh luôn rồi Con Vi thì cầm búa dìu, con Nami thì cầm chắt lệnh chẳng có cách nào đánh 3-3 canh dưới lại cả Mà pick những con như là Victor hay Azir không làm được gì giai đoạn ban đầu cả những con như thế này là BD không thể tác động tới ban đầu đây là một mùa giải BD đã thành công rất nhiều so với thần nông sim nha thần nông sim là thực ra là ai cũng gãy cả từ Kana cho tới BD gãy hết nhưng mùa giải này là mùa giải BD đang lấy lại phong độ và đánh rất là tốt nhưng mà bắt bắt một con Aji làm được gì bây giờ các bạn không làm được gì cả lên nào cũng thua mỗi lên thua một chút và nó hình thành trên lệch tới bốn nghìn tiền và đánh ba ba cánh dưới như mình đã nói không cách nào đánh lại cả một một cánh trên cũng không lại một một đường giữa cũng không hơn Dylan mà để rớt nó có lợi thế thì rất là áp lực. Tất nhiên nó sẽ mất hai rồng rồi. Nhìn vào cái thế trận như thế này rất là khó để bên phía của KT có thể gượng lại bởi vì đường nào cũng thua cả. Không có một đường nào để vin vào và tấn công ngược lại. Ví dụ ván này cớt có thể cân nhắc việc bỏ đường dưới để tấn công cánh trên nhưng mà nhìn con na là thấy băng trụ không nổi. Là cái thứ nhất cái thứ hai là bỏ đường dưới mà phát thật là đường dưới nát bét luôn các bạn. Nên đánh lên cánh trên cho cớt ván này nó cũng rất là mạo hiểm cặp bot này mà bỏ ra một phát, có ngũ không có cất liên tục phải có mặt cánh dưới mặc dù đánh 33 thua bởi vì sao? Bởi vì nếu như nếu như cất không có mặt đứng dưới mà phát là cặp bot này bỏ trụ chạy lấy người liền à. Đây là một dạng đi đường các bạn thấy là bot bên phía T1 đã có được trụ một toàn bản đồ mà không cần tới sứ giả. Không cần tới sứ giả hai thì đúng hơn. Sau đó là một pha một đổi một giữa cất cùng với Honor và pha này con Na nó lại cầm thêm một đống lợi thế nữa. Đánh một hồi rớt nó bơi vào nó solo kill. Nếu các bạn có xem full game các bạn sẽ thấy là rớt nó làm cái gì đứng trên. Rớt nó đánh hơn một cách thông thường đấy các bạn. Nó cướp hết cả người đá lẫn cả bùa đỏ anh em ạ. Bởi vì kèo top này là kèo quá thua rồi. Mặc dù các bạn nhìn trên lịch lính nó chỉ tầm 20 chỉ số lính này thôi. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó là rớt nó đẩy đường vào nó không đứng lại để proxy uh, nó không đứng lại để bào máu trụ quá nhiều nó không bào máu kin đâu nó đi di chuyển sang nó proxy lính xong nó farm hết bãi quái rừng cánh trên mà đồ cớt vì cớt đang bận quá nhiều thời gian tại đường dưới này cứ hở ra một cái là mất mất bãi quái rừng cánh trên và sau đó đi đánh một hồi thì đi đi bị solo kill đường trên luôn tham minh chúa luôn anh em ạ nó tham minh cái đồng hồ mà không flash được luôn mà chứ quả này nếu mà BD flash kịp là có thể sống sót đấy nha quả này nếu mà bung flash ra kịp là nhiều khi xỉa lại sát thương là rất chết đấy nha mà rất là tham minh đồng hồ đúng kiểu không phải không, không không một giây các bạn xong rồi kin nỗ lực để gỡ lại thế thì đi chung với cái trụ đường giữa đi chung với hai trụ đường giữa 16 phút hơn ở tại đường trên mà con na pham bằng thời gian đây là chỉ số mà nó không chỉ là lính ở đường mà nó còn là những quái vật rừng và đặc biệt là cái bùa đỏ cái bùa đỏ nó vô nó cướp nó đấm tùm lum người hết đi chung với cái megamit này luôn này Phan này bd bị, bị solo kill đường trên chịu không nổi nhiệt kin đi lang thang tính mở gỡ lợi thế tạo áp lực để giữ áp lực ở tại đường giữa thì chết chung với ba cái trụ. Em mình đây là một điều mà mình cũng đã giải thích trong rất nhiều clip rồi, nhiều bạn sẽ khó hiểu tại sao em mình lại để cho cái con sư giả nó phá đi cái nhà lính này, bởi vì thời điểm này chưa có Baron. Rồng đấy chắc chắn là bỏ rồi, rồng bây giờ có là rồng lửa, rồng công nghệ, rồng hóa kỹ hay rồng gì cũng phải bỏ, rồng đất, rồng gì cũng bỏ thôi anh em. Rồng gió là đẹp nhất. Rồng gió là những con rồng mà thôi thôi bỏ hết, bỏ hết hai con rồng tiếp để tôi kiếm thêm tí thời gian tôi farm bởi vì đi đường đã thua quá rồi không thể nào team được thời điểm này cả chắc chắn là bỏ thì khi mà họ không có những mục tiêu lớn bị áp lực trên bản đồ thì họ quyết định bỏ một mega để cái đường mega này của t one sẽ là đường mà t 1 không có lính để farm những con thiên vương trì của t 1 nó sẽ giết hết cả lính của kt và lúc đó thì t 1 sẽ bị mất một lane để farm ba carry mà chỉ có hai lane farm thôi thì có thể sẽ bị thọt nhưng mà khi baron xuất hiện phát là t 1 ập vào áp lực luôn và thế là đợt lính siêu cấp được lấy luôn cả trụ về chính của kt nữa nên là pha này thì uh, <laughs> cũng có ý đồ nhưng mà nó thua quá rồi nhìn cái gì đâu cũng thành lỗi hết rồi. bởi vì là cái thế nó thua quá rồi nên là nhìn 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 đâu cũng thấy lỗi hết anh em ơi nhìn đâu đổi cũng thấy lỗ như quả đổi một một này thành ra lỗ này lỗ là vì bd bị solo kill cầm bùa đỏ nó đấm từ nhà ăn trường luôn đã vãi thật đấm từ nhà ăn trường có na khổng lồ luôn mà <laughs> nhìn cái Azi này quen quen ha lột mặt nạ ra nguyên nga budon mà nó tự tin đứng lại để châu cuối để mà solo kill lấy đắc thắng đi ra đấy chứ quả vừa rồi lỡ mà đối phương apply phát là rất chết ngược à mà game này với game hai faker kiểu thấy đồng đội phía sau xanh nên nó cứ nó mở bằng tipper biết sao đỡ rồi cái flash r của Annie làm choáng nó rất là khó flash anh em ạ chỉ có thanh tẩy chạy thì được chứ còn bảo thanh tẩy không phải không một giây chạy được chứ còn bảo nếu mà phản xạ tốc biến để né thì rất khó mà cái cả thanh tẩy là cũng ăn đam mà. xong rồi đấy bán một đánh ở đây là chín nghìn tiền rồi các bạn đánh chín nghìn tiền sau 19 phút là thấy xong rồi đó các bạn thấy tiêu đang không có đường lính để farm không ạ không có đường lính để farm coi như faker nhịn farm ở, ở, ở khoảng chừng 2 phút sắp tới nhá. lính siêu cấp này là cứ đấm hết cả đợt lính bên kia rồi thì lính đâu mà farm nữa faker đang đi theo đợt lính này anh em này các bạn nhìn các em đi, đi theo đợt lính không ạ Đi đến đây là thiên vương trùy bắt đầu nó chạm mặt ở khúc này rồi là Faker chỉ lên chắc là hít kinh nghiệm thôi chứ lết đến nơi là đợt lính siêu cấp nó sẽ giết hết cả lính của đối phương rồi. Ở đây Baron mới ra 4 giây ông tràn vào ông ăn luôn Megamix này I, I defend. Chấp nhận mất. Các bạn thấy khoảng chừng mấy phút Faker không lên CS. Tôi cũng trả kịp đếm nữa nhưng mà đại loại là từ cái thời điểm mà em mình đây 17-26-161 CS thấy không thời điểm này thời điểm faker bắt đầu uh, mất lính này cái gì chứ việc bỏ lính thì faker bỏ hoài à. nếu có châu vi thì không bỏ lính thôi chứ còn faker thì bỏ lính là nghề rồi anh em ạ ngày xưa thì uh, so hay bỏ rồng <laughs> faker mùa này ông hoàng bỏ lính nhìn chỉ số đi đường của faker nhìn nó không được tốt lắm đó các bạn thấy không từ 10, 17 phút mấy này đến 19 phút mấy là Faker không lên một CS nào. Không lên một CS nào. Là bị cái Mega nó áp lực đó. Đến phút thứ 19 hai mấy này cái 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 163 này là 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 hình như là một con mắt hay là <laughs> không không để ý nhưng mà thực ra là không farm lính trong khoảng chừng 2 phút 3 phút không vấn đề gì cả. Vẫn cầm được đồng hồ với triệu sinh mở giao tranh bằng gấu là được rồi. Quả này thì không có bất kỳ một con mắt kiểm soát nào ha. Ăn Baron nhìn đúng láo luôn với áp lực là gì tôi có một mega ờ tôi có một mega mắt kiểm soát tôi cắm hết ra để tôi bắt lẻ tôi ăn trên tầm nhìn rồi mấy ông ra đây tôi tôi, 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 tôi giết tôi chứ làm gì đâu những con mắt họ cắm hết trong phần rừng đối phương anh em ạ những con mắt này là những con mắt để bắt lẻ này mặc cho đối phương đã cắm mắt ở đây trên người không có bất kỳ mắt kiểm soát nào cả tràn xuống ăn thôi máy quét còn không còn đó bắt đầu khởi động sau đó quét mắt phá mắt bắt đối phương kéo người ra đối phương kéo ra thì đánh thôi tôi có đồng hồ hủy diệt tranh lệch tầm này 10.000 tiền rồi thì đánh hộ đánh nhau một hồi diễn ra thì phía tiwan thực ra cũng chưa phải cái thế hơn nhiều lắm bị baron nhổ cũng khá đau nhưng mà cái mega này các bạn nếu đối phương về phòng thủ mega tôi ăn baron nếu đối phương đứng lại ăn tôi nhây 10.000 tiền đấy các bạn lợi thế 10.000 tiền và lợi thế ở đây là một cái giai đoạn mà phía tiwan đang khỏe hơn trông thấy so với phía kt nữa 10.000 tiền và lợi thế về người 5 đánh 4 Thiếu ăn làm gì? Tôi đi tôi farm lính. <laughs> tôi đi tôi farm lính. Mấy ông về phòng thủ Mega đúng không? Tôi là ăn Baron. Nhấp nhà thế này có mà gãy hết anh em ạ. Nhấp một hồi cây ti cút luôn. À, đây, là một, đây, là cái cách mà một đội tuyển hàng đầu thế giới họ macro và họ 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 xử lý các biến số hay là họ xử lý thông tin trên bản đồ anh em nhé. Chào cách nào phản ứng à? Bây giờ các ông hỏi uh, KT phải làm gì? Làm gì phát đấy bây giờ các bạn. Bây giờ mình đánh lên thì đối phương lùi mình vừa lùi về phòng thủ nhà phát đối phương tràn vào Baron. Có mà tài thánh cũng chẳng phản ứng được. Khi đã, đã căn bản đã, đã vào cái thế đấy rồi thì cực kỳ khó để có thể macro. Và quyền chủ động vẫn thuộc về T1 thôi. Xong rồi Baron đầu 3 mega thế là xong rồi. Đây là một game đấu cực kỳ trong vánh với chỉ 24 phút. lúc này bị ao trang bị nhiều quá rồi đánh kiểu gì cũng thấy thua a với jerry bắn xỉa tùm lum hết nhưng mà không không giết nổi một con na tí nị thì làm sao mà team bây giờ rất nỗ lực tới từ kt để defend nhưng mà <laughs> nhìn quá là no hope. cái khó của game này là 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 các lên bên phía t1 không hơn lên nhưng mà họ vẫn có lợi thế đi đường bởi vì honor bán pick xong thì nhìn có vẻ là không có được nhiều những ưu điểm mà không đi đường đến từ các lane của T1 với chất tướng nhưng mà Honor lại tạo nên sự khác biệt với những tướng ganh sớm. Và đây chính là lý do vì sao Honor được POG và đây là một sự tiến bộ rất đáng ghi nhận của người chơi rừng của T1. Đây là điều mà Honor đã không làm được ở nhiều ván. Nhưng mà khi làm được thì mọi chuyện nó đều trở nên dễ dàng ha các nên uh, biết cách tận dụng lợi thế và lợi thế thì được dừng uh, gây dựng. Đến Ván 2 KT bất ngờ với tôi là họ lại tiếp tục chọn bên phía đội 2 để lấy quyền counter pick. Và counter pick họ có hiệu quả không? Hiệu quả. Con quen này rất hiệu quả. Đây là con tướng uh, giúp cho bên phía KT có một nguồn sát thương phép đường trên và xử lý kèo đi đường thì kin tất nhiên là kinh tay rất to. Và kinh xử lý kèo này thì không thu kém thì rớt cả. Tất nhiên bảo vượt trội về đi đường và đè đối phương ra ăn mạng hay là ăn giáp trụ hay là Ờ, trở thành một quái vật đứng trên thì cũng chưa đến mức nhưng mà thực ra kim cũng có rất nhiều đóng góp cho ván thứ đấu thứ hai này nhưng bởi vì cánh dưới nó nó, nó nặng quá cái cánh dưới này nát quá anh em không thể nào có thể một mình con quen nó hâu lại được cái game này cả đánh với đội bên phía bên kia đứa nào nhìn nó cũng khỏe cả một mình con quen của kim là không đủ mà chưa kể là kèo mà kim có lợi thế này thì rớt cũng không phế tí nào còn sân tây nó vẫn vẫn nó vẫn đóng góp trong giao tranh rất là tốt cho phía t 1 và một điểm đặc biệt nữa là gì? Là con Varus này này. Khi họ lại ban như cũ, bên phía bên kia không 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 có định thay đổi ban pick. T1 lại phớt pick any. Đây là bất ngờ nha, bởi vì người ta hay nói là không sai không sửa, thường là game 2 có thể phớt Lucian. Và đánh lại game 1. Nhưng không, nhà Lucian Nami cho đối phương. Hiện tại Lucian Nami của KT đang có thể thắng là không thắng bốn thua thì phải. Tức là T1 nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đối thủ và Lee là điểm yếu là gì là con Raven là Envy không đánh được và T1 đã áp lực rất là tốt với ban pick của Lee Sunbox. Lee đánh rất tốt các cặp bot trong meta hiện tại. Nên họ họ xoáy rất sâu vào cái và cái điều là đối phương không đánh được con Raven để áp lực ban pick. Và họ chấp nhận để cho đối phương có Lucian Ami và họ counter bằng Varus và Raven. Các bạn biết là họ đã tự tay cấm đi Kama rồi. Tôi đang tự hỏi là tự tay cấm đi Kama thì hỗ trợ mà Kera dùng sẽ là con gì để thắng được cặp đôi này bởi vì lúc này đánh hai Meringer thì Keria sẽ bị mất đi cái khả năng ramming hay là cái khả năng um, mở và tạo đột biến trong giao tranh nhưng mà không họ cũng không đánh hai Meringer luôn họ để con Varus ở đó để họ đánh hỗ trợ anh em ạ và đánh hỗ trợ được không được các đội tại LCK có khắc chế được không không các đội tại LCK có pick để đánh giống như kiểu T1 được không 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 nếu như em Minh đánh được con Raven và Lehan đánh được con Varus hỗ trợ thì họ đã dùng ngay ván một rồi đúng không họ đánh Jerry Lulu để có thể cao tờ cặp này không? Không. Chả gì dại gì cả. Cặp Jerry Lulu đi đường đấu thắng được cặp này đâu, nhiều khi còn thua nữa cơ. Họ đã từng đánh Jerry Lulu đánh với Lisbon và bị thua vẫn một giờ lượt đi rồi đấy. Lượt về họ đâu đánh lại Jerry Lulu đánh với lại nữa đâu. Họ đánh Varus cùng với Raven. Đây là điều mà họ làm được nhưng không đội nào còn làm được tại LCK cả. Và nó, nó hình thành những cái ban pick nhìn nó rất là dị nhưng mà nhìn nó rất là khó chịu và không cao tờ nổi. Bạn cao tờ ban pick như thế nào bây giờ? Những con meta thả ra họ đánh cực kỳ móc pin trước tướng con ác rồi carry đánh thì khỏi nói rồi còn cách của Gumayoshi cũng khỏi phải nói rồi. Elise có Honor đi cặp với Raven Gumayoshi. Hay là bất kỳ cặp đội đường dưới nào mà thêm đánh tấn công được. Đều quá khỏe. Quá khó chịu với lối bàn pick như thế này. Và con virus này khi pick vào hiệu quả không hiệu quả chứ. PUG luôn cho cho cho, cho bán hai với con virus này. Cặp này đi đường siêu khỏe anh em ạ. Và không có nhiều đội tại kê đánh được như họ. Chưa kể là họ còn fake được cả một tiếng virus AD thành virus support nữa. Đây chính là điểm mạnh của việc bể tướng rộng cùng với sự linh hoạt đến từ những pick của họ ở trong đội hình. Họ vẫn giấu con Annie hỗ trợ đến thời điểm mà ở phase 2 thì họ mới để lộ con Annie này là con Annie đứng giữa. Và thậm chí họ có thể first pick Annie mà ở một thời điểm mà nó cũng không phải là một bao pick nữa cơ. Bên phía bên kia thì có được bao pick trong meta là Lucian cùng với và cũng không rồi. Và sau đó họ lấy con Ragat để đi đường cùng với Annie. Cũng không phải là một lựa chọn trên cơ được đến từ BD nhưng ít nhất là giải quyết không đi đường không đến mức quá thọt trước Andy phía bên kia là cái thứ nhất cái thứ hai là thực ra con Ragat này nó có thể cắm chuột cho bàn phím cắm chuột bàn phím nó chơi vào thời điểm nó sớm hơn con Azia con Azia vẫn một phân chia hạ để đối phương về trụ hay là đi đường chả có tí áp lực nào cả ram xuống canh dưới cũng không ram được luôn vẫn này đổi sang con Ragat di chuyển xuống đường dưới liên tục nhưng mà di chuyển xuống đường dưới gặp ngay Raven với Varus anh em ạ không đỡ được cặp bot này thua quá nặng và khi di chuyển xuống con Ragat này nhìn đánh bốn vết bốn hoặc đánh ba vết ba vẫn thua đây là yếu tố con người nha các bạn đây là một yếu tố con người rất là quan trọng khi mà thi quan họ có một bể tướng rộng và họ có khả năng xử lý chất tướng nó có phần nhỉnh hơn các đội tuyển khác tại lck bởi vì mặt bằng chung kỹ năng bây giờ đã đẩy lên rất là cao rồi tuy nhiên thì nó vẫn còn tồn tại những sự khác biệt nhất định đến từ các tuyển thủ về mặt kỹ năng đi đường tất nhiên là để thắng đường ở tại giải đấu thì nó không dễ nhưng mà một khi đã thắng đường được thì cái 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 thành quả nó mang lại cái hiệu quả nó mang lại rất cao nha và bán này thì rất đã đánh cơ sân tê, đánh thủ hòa cùng với kin nhưng mà kin muốn đánh carry và kin đã có một con quen khá là khủng khiếp đấy. Tôi ra đây là một con Gwen rất là xuất sắc rồi nhưng mà vì cánh dưới nặng quá. Các bạn là cánh dưới quá nặng và không không gánh nổi thôi. Tới phase 2 các bạn thấy không ạ? Tới phase 2 còn phải ban Kalista nữa cơ mà. Thế là tự nhiên phase 2 lại mất một lượt ban. Mà lượt ban này rõ ràng nó 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 bị làm sao ạ? Nó không phát huy nhiều tác dụng lắm bởi vì đối phương thực ra đã có virus hỗ trợ rồi lượt ban hỗ trợ mà anh em có thể gọi là dùng lượt ban này. Nó có những trường hợp là dùng những lượt ban như này để ép đối phương phải đánh con virus xạ thủ. Họ đánh con virus hỗ trợ. Nhưng mà rõ ràng ván thi đấu này là ván thi đấu mà ban hỗ trợ trong đối phương trong kịch bản đối phương đã có hỗ trợ rồi. Là bị uổng mất con Kalista. Ban thêm con dây nữa mà không ban được Lee Sin nhưng mà thực ra T1 cũng không đánh Lee Sin. Cái này mình muốn phân tích xoáy sâu vào ban pick bởi vì thực ra cũng rất khó để check các đội tuyển tại OCK tại thời điểm này vì họ họ không thể nào bắt kịp được ban pick với một đội tuyển có cái lối ban pick nó như thế này cả một lối ban pick chỉ me me để bác, ao, ao ban pick người ta thôi chứ còn để ao ban pick họ nó quá khó để ao ban pick là phải ép đối phương vào bể tướng yếu và hạn chế tối đa bể tướng đối phương bằng những cái trích ban pick nhưng mà tiêu thì uh, trái ép được họ cái gì cả <laughs> ép họ đánh mấy con tù tù họ không đánh họ đánh con khác mà đánh con khác lại hiệu quả chẳng hạn như ép họ đánh tùm lum xong họ cứ cùng họ pick con Yasuo đi tốt vẫn hiệu quả thế thì thì ép kiểu gì. <laughs> mà cái khó là đánh những con như Yasuo, pick được thì cũng phải là những người chơi có kỹ năng rất là cao thì mới có thể đánh được Yasuo hay và pick nữa. Chỉ là cái bể tướng rộng này nó là con dao hai lưỡi. Hiện tại thì đã có một trận thua của T1 và đó chính là trận mà phía T1 đã áp dụng cái 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 lối ban pick rộng của mình và nó không thành công. nhưng mà đa phần những ban đấu họ áp dụng những ban pick dị của mình thì nó lại thành công quả này bên phía t1 đã di chuyển vào cắm mắt rất là sớm ở trong khu bùa đỏ của cớt nhưng mà faker vẫn bị ganh ở level 3 ha chỉ có những pha ganh sớm ganh level 3 này thì mới có cơ sở để đánh gục t1 ở ngay không đi đường này các đội tuyển sẽ phải tận dụng tối đa cái cái, cái 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 thời điểm mà thiwan không có đủ tầm nhìn để có thể tấn công và đó là pha tấn công mà Cớt có chiến công đầu ha. Rất tốt. Hiện tại các bạn đang nhìn một chỉ số lĩnh chênh lệch dành cho vị trí của Em Minh. À, đó là một tình huống mà Gumayusi cùng với Kera đã bấm B về. Họ đã bách về một nhịp để mua trang bị nên mới dẫn đến chênh lệch lính như thế này thôi. Và có đợt lính đang rất to ở Gumayoshi đón anh em nhé. Đây và hỗ trợ đây anh em và cầm lá chắn mưa kiếm hỗ trợ tốc biến bắn chết được con ngộ không của cớt lấy được khá là nhiều tiền và hướng tới mưa kiếm âm mưu sớm kiếm âm mưu sớm thì nó đi nó phá hết mắt cái điểm mạnh của con virus mưa kiếm này là có tốc độ đánh đầu trận rất là cao để có thể áp lực đi đường và lên một cái liềm ma đam tay đầu trận rất là to bảy mấy tám mươi đam tay và chưa kể là nhánh của cái mưa kiếm này nó còn có thêm cả cái mắt thay ba nữa kiểm soát bản đồ rất là dễ rồi ha đây các bạn thấy không ạ <laughs> nếu đây là một con Azir thì có thể BD sẽ không xuống nước pha này bởi vì thứ nhất là đẩy không lại Annie, là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là di chuyển xuống với Azir tầm thời điểm này thì đánh nhau team pha cũng chưa phải thời điểm mà Azir có thể đánh nhau một cách mạnh như con Ragat được con Ragat là con giao tranh uh, cực kỳ khỏe giao tranh từ trên hai người trở lên giao tranh một một thì nó có thể không khỏe bằng những con tướng đấu sĩ khác nhưng mà đánh nhau 2 vs 2 hoặc là đánh nhau 3 3 4 4 5 5 thì con gat là một con có thể tạo ra rất nhiều biến số bởi vì thứ nhất là nó có một cái thùng rượu nổ đam AOE và CC rất rát cái thứ hai là cái e flat của nó cũng là một cái công cụ tạo đột biến trong giao tranh rất là khủng khiếp và ván này bên phía của KT thì có thể là không có lợi thế ở khu đường dưới nhưng mà họ đã có được một dạng đi đường mà không bị tranh lệch quá nhiều về tiền các bạn nhìn tiền là tranh lệch tầm nghìn mấy tiền thôi không phải là quá nhiều mỗi bên trên nhau một mạng và bên phía của KT họ đã bị mất con rồng đầu. Họ chấp nhận mất con rồng đầu. và sau đó đánh nhau một cú mà bên phía của T1 <laughs> không lỗ. Các bạn nhìn cái thời điểm trước khi giao tranh này diễn ra nhé. Trước khi giao tranh này diễn ra tranh lệch là 17.700 so với 16.300. Nó là tầm 1.400 tiền. Đó là tầm 1.400 tiền. Nhưng sau giao tranh lấy 2 đổi 2 này các bạn nhìn cái lượng tiền chênh lệch nhé. là hai mạng dành cho Kumayoshi rồi ha. Nó là con số 2.000 tiền các bạn. Nó là con số hơn 2.000 tiền. Một tình huống đổi chác mà con Raven của Kumayoshi quá là quái vật đi. Chỉ là cái tình huống mà Kumayoshi ăn được cái mạng đấy sau nó đứng lại để để cái quay á. Là Thiêu ăn bị mất cái nhịp kiểm soát rồng. Đây. Cái pha mà Guma chắc là dướn để về mua lễ hái. Hai mạng biết bao nhiêu tiền các bạn ơi. Một mạng kích nội tạo đã là 700 rồi. Đây cái nhịp mà Guma đang ôm tiền trên người này anh em này. Hiện tại họ đang ôm rất là nhiều tiền trên người và không có áp lực tại rồng nhé. Và cái tí biết đâu đấy. Cái tí biết rằng đây là thời điểm mà họ phải ăn được con rồng này. Họ có cơ sở để ăn con rồng này vì sao thủ đối phương vừa bách về. Cặp bot họ đã đi ra rồi, mid họ đã đi ra rồi. Và T1 chỉ còn lại ba người tại canh dưới bản đồ là Faker cùng với Honor và Guma và và Carrier và trạng thái là không còn tài nguyên. Nhưng mà con rồng này bên phía T1 vẫn ăn được cớt đã kéo con rồng ra đây rồi nhưng mà con rồng này bên phía thi vẫn có tầm nhìn mà cớt lại không có tầm nhìn của thi quan anh em ạ họ vẫn có tầm nhìn của con rồng này nha đây họ vẫn có tầm nhìn con rồng này tức là cớt có thể kéo con rồng ra đến đây thì có thể thi sẽ không có tầm nhìn này cắm thêm có mắt kiểm soát nữa xuống cho chắc là không bị lộ vị trí ha cớt không có thông tin nào ở trong khu vực này cả lê hen tức là cái ti họ cũng có thể mừng tượng là à pha này chắc là xua rồng rồi thì họ vừa cầm một lượng tiền rất là lớn đến từ Google và chắc là họ về nhà mua đồ thôi chắc là họ bỏ thôi thế là cớt kéo ra đây ăn tầm nhìn đối phương thì không có bản thân thì bị lộ vị trí thế là mất thế là mất đánh đây nhìn bắt đầu cảm thấy khó hẳn ra con đây này xanh quá đây lượt pick ra các có giá trị như này đây là nó cứ đẩy trước được như thế này để không thua Annie nha. Và kết quả mà... Kết quả mà... Cớt kéo lên top để ăn con sứ giả này các bạn. Là cánh dưới cái trụ này bị áp lực mất rất là nhiều máu. Chỉ số lính tranh lệch đến từ 2 AD bắt đầu cũng gia tăng thêm. Những cái way như vậy thì chắc chắn là phải bỏ trụ chạy lấy người rồi anh em. Gọi là con sứ giả hút được mid một cú thì về đến bot là thấy mất quá nhiều rồi. Đứng trên thì rất với kim Pham hòa và cả hai không tác động với trận đấu này tung chiêu cuối solo các kiểu từ nhà đến trường nhưng mà cũng không ai chết cả đây là một raven vừa có mạng kích được nội tại sớm vừa có được tiền từ trụ và nó hình thành một lượng sát thương tuyến sau đủ để đảm bảo cho phía tiêu ăn một cái điều kiện thắng lại thêm một mạng nữa này cái mạng vừa rồi kích được bao nhiêu tiền này anh em nhỉ lúc này đang là chênh lệch 22.900 so với là 2 2002, 2002 ngay lập tức nhảy lên con số 3.000 anh em ạ 3 100 đó là mạng cả gần 1.000 tiền gần 1.000 tiền với một mạng 2 assist và nội tại của Raven xong rồi con raven của bayoshi thực ra là một con dao hai lưỡi bởi vì nếu như không kích được nội tại sớm để mà snowball con raven này á là bên phía t1 có thể bị thiếu đam tuyến sau nhưng cái đấy bên phía t1 là bị thiếu đam tuyến sau đấy anh em ơi bởi vì uh, con raven mà nó không xanh được thì uh, những con như cờ hay là Annie thì nó chỉ phụ thêm một tí đam mà thôi mà con raven vào trong giao tranh thì nó dễ chết lắm con raven nó là con lấy công bù thủ mà trong team mà nó ném không chết ai thì nó sẽ là đứa chết bên kia mà ập vào với Gwen cái thứ là không ai cover nổi anh em ơi đây là pha mà cướp mất phân thân và chết ha. Với một mạng khá là nhiều tiền dành cho Guma. Và Guma sau phút 15 sách đồ ra mít là hai đồ lớn. <laughs> Cái này trong đánh ranh thì có thể... <laughs> Cái này trong đánh ranh thì có thể hơi rén một chút đấy nha. Con Raven cứ 15 phút cầm hai đồ ra mít nhưng mà đây đánh giải. Đây đánh giải nhìn nó đỡ rén hơn một chút cho thi 1 Nhưng Raven này quen không quen chứ. Nhìn cực kỳ quen luôn. Cũng 15 phút landing uh, bấy bá cả bot đối phương xong sách hai đồ ra mít mọi người nằm xuống lại là em cầm Raven hai đồ lớn thời điểm này với lưỡi hái cùng với diều đen à nhầm cái cái huyết kiếm đi ra mít lucian poke lên sáng mai anh nhìn kin nó cắt kìa nhìn kin đánh rất là nỗ lực và thậm chí kin ván này nó không lên đồng hồ nhá kin ván này phải rớt đồ sắt thủ để có thể ôn in và bắt chết con Raven bởi vì nếu lên đồng hồ thì nếu lên đồng hồ thì nó bị một vấn đề là là lại có mạng này cứ cc chúng là chết một đứa thôi nên vừa được khỏe lên đồng hồ thì nó bị cái là bị thiếu đam và không 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 gánh nổi nhưng mà kể cả như vậy tôi nghĩ là kim vẫn nên lên đồng hồ một cái đồng hồ nhỏ để mà gánh gánh cái sát thương và gánh áp lực cho tim ấy hôm trước mình có vô tình đọc được cái phân tích này của của sọp là con quen này cái game này con quen này phải gánh rồi nếu mà bơi vào không có đồng hồ thì uh, bị bên kia sốc chết rất nhanh vì con raven này quá xanh cái mà kt không tính được là con raven này nó quá nhiều đồ Và nó ném tầm 3 gì là có người chết rồi nên là thà kin lên cái đồng hồ sau đó bơi vào và cắt 3 lần chưa cuối lấy được máu của mayushi và sau đó thì tạo khoảng trống cho tuyến sau để gỡ thì được tên là pha đã xử lý cùng với cớt để bắt lẻ được uh, rớt và có một lượng trang bị khá là lớn đấy <laughs> nhưng không có đồng hồ nên là cũng rén ngang cho mấy pha càn vào cảm giác không có đồng hồ không dám bơi vào anh em ạ đây là pha mà bdd đang ở một phong độ rất cao không hiểu tại sao đánh vt 1 lại bị như này trận lượt đi cũng vậy nha trận lượt đi là cái trận mà faker đánh con kassadin còn b đánh con rai trừ những trận đánh với t1 ra thì bd đều <laughs> đều có phong độ tốt cả nhưng mà không biết là có tập luyện vợ con Ragat này hay không nhưng mà mở một quả kỳ thật sự cái combo e flat để mà đẩy thùng rượu nổ đó các bạn là combo Ragat mở rất là dễ và thậm chí là Billy đã mở chết được Gumasi ở đây này còn cái quả e flat này tung cái thùng rượu nổ xấu thật sự luôn các bạn nhìn này con Raven này nó ném dìu chịu không nổi các bạn ơi vi nó cc lại một nhiều là chết à hai tình huống trước đấy mà carry r một phát trúng vào lehen thôi là con raven nó dúi thêm ba dìu là cút rồi cầm huyết kiếm nó hút máu lại hết rồi à. cái tranh lệch quá lớn và tập trung khá là nhiều vào xạ thủ đấy nha đến con ragat cũng bị mở chết luôn ạ à. nếu như con Raven này không xanh thì team sẽ không thể đánh như thế này được cả bởi vì không có đủ sát thương để có thể sốc trong những tình huống tim pha như vậy quả này thì bên phía kt đã đứng rình được carrier bắt rất là tốt rồi nhưng mà sau đó thì vẫn bị thua team fire baron 20 phút con Raven cầm vô cực các bạn ơi Nhìn đồ đạc thế này thì làm sao mà chịu nổi sát thương Raven đây Cái hay là bên phía T1 có những pha đổi trác đầu trận mà họ đã có những pha đổi nhường đúng người Có nhiều ván T1 không nhường được mạng đâu nhá Có nhiều ván bên phía T1 ăn được mạng nhưng mà họ lại không nhường được cho Guma, và họ đánh rất là khó khăn khi mà Raven không có đam tuyến sau Còn kết quả này thì không hiểu tại sao lại vào như vậy tức là không có nhiều lý do để vào một cách khơi khơi như vậy vì tỷ lệ vào là là cực kỳ thấp tôi nghĩ cứ để đây đến năm mươi thì ngon hơn có nhiều cách tiếp cận mà cứ còn tốc biến này, còn phân thân này tại sao đi cái đường này tự nhiên cô lập với bản thân ra khỏi đồng đội đi đến đây là chết rồi con ngộ không mà ló đầu ra đến đây là chết rồi baron còn mấy nghìn máu đứng ở đây phát xuống tranh chấp trừng phạt thì được đứt lên nếu mà không trừng phạt được còn đi khơi khơi vào này là chết rồi đây là một pha mà chẳng có cách nào team fight cả anh em ạ nếu Cớt nó là à thôi tôi bỏ cái baron này để tôi đánh team fight team fight kiểu gì bây giờ con ragat bây giờ mới nhấn cái tele ở đây con nami thì đang ở đây đi ra kể cả là Cớt có vào từ vị trí này và bắt chết được hai đi và mid của t ở đây cũng không ai theo được cả từ đây là một quyết định của mình cũng cảm thấy là Cớt đã bị tâm lý một phần nào đấy bởi vì nếu như mà đánh team pha thì cũng không thể nào vào sớm đến như vậy được còn nếu đã 50-50 thì lựa góc 50-50 nó an toàn hơn đi. Đây là một góc 50-50 mà Tỷ lệ chết của cướp là quá cao đi nên nếu muốn năm mươi năm mươi cứ đứng ở đây phát xuống thôi còn nếu muốn vào vào mở không có, không không có cách nào mở chết được bên phía T1 cả bởi vì nhìn vào đội hình bên phía của kt bạn thấy là bây giờ mới dịch chuyển của con dragad này nami thì tận ở nhà đang bắt đầu đi ra này lucien đang đứng phía trên baron kể cả là cướp có vào lốc ở đấy năm người tôi cho là lốc năm người lốc hai lần năm người đi không giá trị không không hề có giá trị vì nó là những cc không có giam tiến sau Tại sao lại lựa cái đường 50 50 nhìn nó chớ trêu như vậy? Thế là chết luôn, mất Baron luôn. Kin đành phải bỏ BD đi chạy trước vậy. Cảm giác đánh ở đây là bắt đầu với phía KT cũng thấy hơi nản. Còn Raven nó cứ ném ba gì một đứa thế là nản lắm rồi. Thà đứng phía trên cướp được Baron có tí thời gian để mà phòng thủ. Thì ok, trên một quả mất Baron mà bên phía của KT đã có một pha xử lý cũng tốt của BD để bắt Gubayoshi nhưng mà team pha thì vẫn khó win quá. Dòng rắn thì bỏ hết rồi, tất nhiên phải bỏ rồi. Nếu như cái pha dòng 2 mà cướp không mất thì đây cũng chỉ là dòng 3 T1 thôi, nhưng mà thực ra là không không, không cần linh hồn rồng. Có linh hồn rồng thì kết thúc vận đấu sớm hơn thôi chứ cũng không nhất thiết phải có linh hồn rồng ván này anh em nhé. Bởi vì cái lợi thế landing bên phía T1 có nó quá lớn rồi. Quá khủng khiếp rồi. tranh lệch 9000 tiền linh hồn dòng lửa bốn dòng nguyên tố. Tôi tưởng là game 2 sẽ là Gumayusi ăn được cái PUG bởi vì con Raven này xanh quá. Nhưng mà Keria là người có PUG với Varus anh em nhé. Nó là đứa tự tay solo cut ở level 4. Nó là đứa phụ đam pha này rất nhiều bởi vì Guma chết sớm, chết đầu giao tranh luôn. Chính cái pha này tôi nghĩ là Guma cũng đã bị mất đi khá là nhiều phiếu vote. Nhưng mà không sao, tôi còn một AD nữa phía sau có một con virus có linh hồn rồng lửa phía sau để có thể đánh sát thương thoải mái và cây team đã dồn rất là nhiều tài nguyên để ăn được cái mạng của Gumayoshi rồi đây nó đánh nhanh tới cái mức mà em mình không flash được luôn á thường thì những xạ thủ chuyên nghiệp ở những cái thời điểm này phản xạ của họ sẽ rất là tốt luôn á flash quy đánh tay một đòn nó căn đủ tầm đánh tay cho nó flash quy em ạ thật là em mình ông cái tốc biến chết queo luôn nhìn là thấy con Varus chuẩn bị phát lên làm cái gì đấy rồi nhưng mà không phản xạ kịp anh em có vẻ như là thời điểm đấy thì em mình cũng con <laughs> quen này đang rớt cái mũ phù thủy không có đồng hồ và cũng không vào sâu được nếu nhà lính không hồi kịp pha này thì chắc là game đấu cũng tầm hai bốn phút giống ván một thôi khủng khiếp thật sự ạ. Con Raven 24 phút cầm 4 đồ lớn ạ. Đây chính là lý do vì sao mà carry được POG ván này nhá. Bên phía KT cũng gỡ được khá nhiều và Kin cũng rất là xanh sau pha này. Kin sau pha này còn lắp mũ nữa cơ. Lắp hẳn cái mũ phù thủy ở món 3 cơ. Nhưng căn bản là vẫn không thể team final nổi các bạn ơi. <laughs> Lệch 10.000 tiền, 4 rồng nguyên tố, lính mega ba đường nó cứ vào đùng 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 đùng. skin ăn một dìu mất 500 máu các bạn ạ. Có rất đứng kế bên Guma cần tốc biến đi bộ lên ném cho một dìu này. Uầy. Wow. Bây giờ Ragat không có E phát làm sao mà tiếp cận con Raven này đây. Cớt thì hai ván liên tục Rồi ok một đổi một Rồi sao nữa Thùng rượu nổ để được con Sante về Không ai vào đam được cả Con Raven nữ cầm gì nó ném mỗi cú mấy trăm Kinh chết chay anh em ạ Wow Đây là một quen rất xanh nha các bạn ba trang bị lớn Nhưng mà chết chay thật Một cú Q3 cùng với chiêu cuối của rớt về Nhưng Raven đã ném dìu này anh em ơi Một dìu Hai dìu Dìu có thủy kiếm này Đó Dìu có thủy kiếm tầm 700 dam anh em ơi 700 dam mà nhìn cái lượng máu của em Minh nó tầm 2000 Tầm 2000 được 2000 đâu Không chắc nữa Tầm nghìn mấy à Phát này mà rớt chọn mục tiêu là em Minh chắc em Minh chết chay rồi Chết rất sớm luôn rồi Dìu không có thủy kiếm thì nó chỉ được tầm 400 mấy thôi nhưng mà dìu có thủy kiếm nó là tầm 692 anh em nhé. Ba dìu là cút rồi. Rồi đây là một trận thắng ở tại đại chiến điện thông luật về nó rất là một chiều. Đây là một trận đấu cực kỳ một chiều ở cả hai ván. Ván 1 thì là Honor ganh bấy bá lane ở trạng thái cân bằng và tạo nên một lợi thế đi đường để rút tiêu ăn Snowball. Rồi còn ván này thì cái bước ngoặt của ván đấu có lẽ là thời điểm mà con Raven của Guma kích được nội tại ở tình huống đổi 2 vs 2 tại bước khỏi trạng 3. Đấy là một pha cũng rất là quan trọng anh em nhé. Vì con Raven đi đường thì bạn thấy là cũng không hơn con Lucian nhiều lắm. Nhưng một khi nó đã là kích đường nội tại và nó có tiền. Mạng Mạ 1000 tiền anh em ạ. Nặng nợ thật sự. Nó bằng 3 mạng thông thường rồi các bạn. Nó bằng 3 mạng luôn rồi. thời khắc giúp bên phía T1 có điều kiện thắng xoay quanh cặp đôi đường dưới của mình. Và đến giữa trận thì Keria cùng với tiến trước đã biết cách để có thể CC và giúp cho gây game lợi sức thương rất là lớn. Về nửa sau của ván đấu họ đã end game sớm trước khi đối phương kịp lật lại với những áp lực như vậy thì một đội tuyển mạnh như thi họ biết cách để có thể lăn cầu tuyết cái ti thì không có khoảnh khắc nào mà họ, họ được coi là gượng lại ván đấu này cả <laughs> ok mình chắc là chỉ phân tích đến đây thôi ha tuần sau thì là một tuần uh, lịch thi đấu thì sẽ gặp hai đội tuyển là kdf cùng với Pro đội tuyển top 7 top 8 thì đây có lẽ là một tuần thi đấu uh, nhẹ hơn cho phía T1 so với hai tuần thi đấu gần đây với phong độ này thì để xem xem là họ thắng như thế nào thôi còn thắng thì mình nghĩ là, là chuyện có thể không bất ngờ đối với nhiều người rồi chờ xem cái cách họ thắng nó có gì bất ngờ hay không có cái con gì lận lạ, lạ nó xuất hiện hay không thôi